Dạ em chào anh Hiệp ha. Dạ em chào cô chú Trinh Kinh LTK. Thì hôm nay em cũng có về lô cây cảnh để giao lưu của bà con mình như là giấy ha. Em chú là giấy, nhưng hôm nay có một lô trang tàu, tàu lá chung siêu bông nha cô chú anh chị ha. Bên này là giấy thì mình cũng có nhiều loại giấy nha, như giấy 5 màu Thái và 5 màu lửa luôn nha. Và 3 màu lửa. Nói chung là giấy luôn, bên này mình có rất là nhiều cái loại nha cô chú anh chị ha. Để giao lưu cái số 1 ha. Em đọc số điện thoại để cô chú mình dễ giao lưu nha. Số điện thoại em là 0907 214139 ha. Đó là số Zalo luôn ha. Bắt đầu mình Zalo cái số 1 nha. Cây số 1, cây này á, là chiều cao của nó là 1m8 từ mặt chậu nha. Từ mặt chậu lên nha là 1m8. 1m8 nói chung là đợi tới cái tán đặt ha. Rồi tán ngang của nó là 1m6 nha. Gốc của nó là 26. Cây này giá là 2,3 triệu bao ship, nhưng cái này làm ship được em sẽ sang qua cho mũ cho cô chú mình nha. Tại chỗ đá mình không ship đi xa được ha. 2,3 triệu là bao ship luôn nha. Đây, cái bây giờ cái vấn đề cái gốc này nè. Thì mình em thẳng là đo ở vị trí lớn đó nha. Đó, nhiều khi cái mình nói lúc đầu thì mình đo vị trí nhỏ nhỏ trung bình, cái về đo lại cái nó tới luôn cũng khó. Còn nếu mà đo cái đế này thì nó khác, đế này thì lớn lắm, mình đo chỉ cái gốc là từ từ dưới cái đế này lên thôi là gọi là cái gốc, còn dù là cái đế này thì nó khác nữa. Rồi cái số 1 này ha là giá 2,3 triệu nha. 2,3 triệu là bao ship luôn ha. Cây này thì nó đang bắt đầu chuẩn bị cho bông rất là nhiều nha. Rồi cái số 2 ha. Cái số 2, cái này chiều cao là 1m7 luôn ha. Tán ngang là 1m5, gốc cái này là 25, cái này giá là 2,2 triệu. Cái này là tàn của nó là rất là đủ tàn nha cô chú anh chị ha. Tàn nó thì chuẩn rồi nha. Bông thì bao đủ 5 màu, nhưng có vấn đề là có cái là này nó mới chuẩn bị ra thôi ha. Nó mới ra, đọt nào cũng vậy hết ha. 5 màu Thái em loại ha. Là màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu hồng và màu trắng nha. Cái này khi mà nó ra bông gộ lên ha, đỉnh điểm của nó là rất là đẹp. Tại vì cái này còn ra phẳng hơn găng tay nữa. So cái bông này nó còn hơn găng tay nữa nha cô chú chị ha. Cây này là cây số 2, là giá 2,2 triệu. Cây này tàn rất là đều nha, tròn đều đặc nha cô chú chị ha. Những cái chậu đá thì em nhắc lại ha. Những chậu đá em sẽ thay qua cái chậu mũ để vận chuyển cho nó dễ nha. Rồi về mình có thể là mình sang chậu cho đẹp hơn. Thật ra cây này mình để trong chậu mũ thì nó không có đẹp lắm nha. Rồi cái số 2 ha, giá 2,2 triệu. Xuống cây luôn ha. Xin mình tí chuyện. Rồi. Rồi cái số 3 ha. Đây, như cái này thì bắt đầu nó đang lên bông, đang gộ, đang nở gộ, nhưng mà nó cũng chưa có hoàn toàn là nó đỉnh điểm lắm nè. Tại một số trong này nở thôi, còn cái này còn búp rất là nhiều. Khi mà tất cả những cái này nó nở gộ là hết là cái bông này rất là lớn nha, dài ra nữa nha. Đây. Cây này thì gốc nó gốc đặt rất là đẹp, nhưng mà nó có cái lỗ xíu như của chú chị. Đây, mình cho coi cái đây. Cái gốc đặt của nó quá đẹp luôn ha. Gốc lớn nha. Dù người ta đo cái đế này, có thừa nhiều người ta đo cái đế. Nhưng mà mình đã đo ở vị trí nó chung chung ha. Đây nó có cái lỗi này nha cô chú chị ha. Đây. Nhưng mà cái này á, là nó coi như là nó cứng hết rồi. Xử lý chắc keo nó cứng hết rồi nha. Đó, nếu mà ai thấy được thì giao lưu, chứ thật ra thì cái này nó cũng có lỗi chút đỉnh, nhưng mà gốc được gốc đế thì nó đẹp, tan nó đều. Ha. Coi mã số 3, cái này là chiều cao là 1m4, ngang là 1m6, gốc là 40 ha. Cái này giá là 1,6 triệu nha cô chú chị ha. 1,6 triệu ha. À, chạy vô chứ. Rồi. Rồi cái số 4 ha. Lớp này mình giao lưu là 4 cây giấy lớn nha cô chú anh chị ha. Rồi 5 cây giấy lớn. Với là số giấy 5 màu lửa và 3 màu lửa ha. Tím lửa, đỏ lửa, trong là những cái màu nó cũng đang hot hiện giờ nha cô chú anh chị ha. Cây này thì cũng bắt đầu cũng đang ra, nhưng mà cũng chưa có gỗ lắm ha. Rồi bài số 4, cây này là cao 1m5 ha, ngang 1m5 luôn, gốc cây này là 26 ha. Đó, em có một cặp cẩm thạch bonsai nữa nha cô chú anh chị, dáng thế rất là đẹp ha. Rồi mã số 4 giá 1,7 triệu nha. Cây này đế nó hơi quái, cái này không
bốn trong mấy cây lớn này chỉ có một cây có lỗi thôi nha, có cây có lỗi gốc, còn mấy kia cây này thì nó không, nó bình thường. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi em có một cặp cẩm thạch bonsai. Đây, đây là mã số 5. Cây này bắt đầu đang lên bông. Nói chung là cái vấn đề là ra hoa của bông giấy thì nó rất là đơn giản rồi. Tại vì cây nào cũng vậy thôi, khi mà tược non thì nó không ra bông, khi mà nó già lại là nó tự nó sẽ ra bông thôi, cái đó là bản năng của như cây hoa thôi. Đây, như trên này thì bắt đầu đang ra hoa hết ha. Đó, từ này thì đầu đang búp nè. Đó, cái này tất cả đều búp hết, có nụ hết nha. Này cái đế nó rất là già cô chú chị ha. Già quái ha. Đây. Già, mấy cái này nó rất là già. Cây này chiều cao là 1 mét nha. 1 mét là tính từ mặt chậu ha, tới đỉnh cây này. Tán ngang của nó là 75, gốc này là 28 ha. Cây này giá 1,7 triệu nha cô chú chị. Cái này để nguyên chậu mình ship luôn ha. Nhưng cái vấn đề nếu có lỡ có bể chậu đi chăng nữa thì cô chú về mình thay chậu mới nha. Thay chậu này chậu mũ. Bonsai cẩm thạch ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 6 ha. Cây này là cũng là dạng bonsai bả tàn, nhưng mà có cái là chưa có cắt tỉa những cái nhánh thừa này, cho nên là nhìn ra nó không có cái dáng mâm tai lắm, nhưng mà cũng để vô dây rồi ha. Cây này cũng đang cho bông. Có thể là mình cắt những cái chồi này, chồi này là không có nằm, nó không có đúng thế nên mình sẽ cắt ha. Hoặc là mấy cái trong nách này mình cắt. Thì mâm nào nó theo mâm nấy thì nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi mã số 6 này là cao 95 ha. Ngang 80, gốc cây này là 28, cây này gốc cũng đẹp nữa nha. Đó, cây này là giá là 1,3 triệu. Một triệu ba là bao ship luôn ha. Rồi mã số 6 hai cây cẩm thạch ha. Rồi mã số 7, cái này là cây ba màu lửa nha cô chú chị ha. Ba màu lửa, cây này nó cũng đang búp thôi, chưa có, nếu mà nó gộ cây rất là đẹp nha. Cây nó gộ ra cái màu nó sáng hơn, màu nó rực rỡ hơn, giờ nó dài hơn, giờ nó kín hoàn toàn. Đây vô này là màu tím lửa nha ha. Màu này là tím lửa, này là cam lửa ha. À giờ đỏ lửa dưới này nha. Đây, đây là đỏ lửa nha. À, đỏ lửa nè, đỏ lửa với tím lửa hai cái gần nhau mà nhìn nó khác nhau hoàn toàn nha. Tại vì màu tím với màu đỏ nè. Mà khi nó nở ra nó rất là đậm và rất là đẹp nha. Cái này là ba màu lửa. Mình có 4 cây 5 màu lửa luôn nha cô chú chị. Có thêm màu trắng lửa và màu hồng lửa luôn nha. Rồi mã số 7, cây này là cao 1m1 ha, ngang 90, gốc cây này là 17. Cây này giá là 1 triệu nha. Tàn rất là dày đặc ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 8. Thật ra thì lúc đầu thì mình giới thiệu kỹ là nó cho bà con xem là cái màu nó như thế nào thôi, còn bây giờ là những cây này á, là đều cây nào thiếu màu thì nó sẽ màu. Cây này đỏ nè ha, tím là bên đây nè ha, mình sẽ lướt qua chứ nó hơi nhanh hơn hình lúc nãy nha. Tại vì những cái màu thì mình cũng đã nói rồi, đây là màu cam ha. Đó. Tại nó chưa có nở gỗ, đây là màu cam còn bên đây nè. Nói chung là rất là đều, tại cây này tán nó rất là rộng cho nên là ghép mỗi một màu thì nó tới mấy mắt ghép lận. Cây này chiều cao 1m1 ha, ngang 90. Gốc cây này là 22 ha, cây này giá 950.000. 950.000 là bao ship luôn ha. Ba màu lửa nha cô chú anh chị ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số 9 nha. Cái này cao 1m, ngang 1m luôn, gốc cái này 20. Cái này là giá 1 triệu luôn ha. Cái này tàn rất là đều nha. Đỏ, tím, cam ha. Ba màu lửa là cũng ba cái màu mới hiện giờ nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi, cái này cũng ba màu lửa luôn nha, cây số 10. Cái này cao là 1m1 nha. Gốc cái này ngang là 1m3, gốc này là 19. Đây, như là nó đã ra mà nở gộ lên là nó gì nó rất là đẹp với cô chú anh chị. Nhưng mà thật ra còn ngoài này còn đang ra nữa nè. Đây.
đó, nhưng mà những cánh hoa nó đỏ lên gì nhìn nó rất là đẹp nha. Đây là màu cam ha, đây là màu đỏ nha, đây là tím này ha. Đó, khi mà nó đỏ gỗ nè, hơn một gang tay, tại thường em nói là gang tay chứ thật ra là nó khoảng hai gang tay luôn, nếu mà tự bắt đầu nó đỏ bông từ tính trong này. Đây, tại vì đây là hơn một gang tay, còn đây nó còn đang ra nữa nha cô chú anh chị ha. Đó, khi mà nó ra đều cái là rất là đẹp nha. Rồi cái này giá 1 triệu luôn ha, cây này là đế cũng đẹp đó nha. Mã số 10 giá 1 triệu ha, ba màu lửa luôn. Rồi xuống cây ha. Để xét đây. Rồi cái số 11 ha, cây này là chiều cao 1m1, ngang 90, gốc này 23, cây này cũng đồng giá 1 triệu luôn. À, đây tím, cam, đỏ bên đây. Mã số 11 cây ba màu lửa, giá 1 triệu luôn ha. Tàn cây này cũng giống nhau nha, tàn rất là dày đặc. Đây cái này nó hơi, thật ra cái này nó, nếu mà trọng đúng người ta kéo gì bên đây cái thì cái này nó sẽ không có chống cho đó, nó về có thể mình kéo lại nha. Rồi mã số 11 ha, giá 1 triệu nha, ba màu lửa. Rồi cây 12, cây 12 này cũng là cây ba màu lửa luôn nha. Cây này chiều cao là 1m3, ngang 1m, gốc cây này là 23. Cây này giá là 1 triệu luôn ha. Đây cây này nó có hơi thiếu cái màu tím nó ít nha. Đây cây này màu tím nè, nó ít hơn cái màu, đây là màu đỏ nha. Đây là màu cam ha. Màu tím nó cũng có nhưng mà ít. Đây tím đây ha. À, đây tím nữa nè. Cái này tím nè. Đây tím nữa ha, cái này màu tím ít hơn cái màu đỏ nha cô chú chị ha. Đây cái này rõ nhất nè. Đây là cái màu tím lửa nha. Rồi đây cũng màu tím lửa dưới này luôn nha. Rồi cây mã số 12 vẫn đủ ba màu nha cô chú chị ha, giá là 1 triệu luôn ha. Rồi cái này là một màu, màu đỏ lửa nha. Màu đỏ lửa cây số 13. Cái này chiều cao là 1m, ngang 1m, 1m1, gốc này là 16 nha. Cái này giá 700.000. Cái chậu này nó cũng hơi dở, nó bể cái mép này rồi. Ha, mã số 13 giá 700.000 cô chú anh chị, cây đỏ lửa. Rồi, mình xuống cây luôn ha. Rồi, cây số 14 nha, cũng là cây đỏ lửa luôn ha. Cây này chiều cao của nó là 90, ngang 85, gốc cây này là 17. Cây này giá 650.000 ha. 650.000 là bao ship luôn, để nguyên chậu luôn. Cây này gì mà thay chậu nha cô chú chị, là cây nó phát triển rất là nhanh. Cái đỏ lửa này nó phát triển lẹ hơn cái giấy thái năm màu nữa nha cô chú chị. Tại vì mỗi lần nó ra tược nó rất là dài và nó rất là dễ nuôi ha. Cây số 14 giá 650.000 cây đỏ lửa ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 15 ha. Cây số 15 cũng là cây đỏ lửa luôn. Cây này chiều cao là 1m, ngang 1m1, gốc cây này là 14, cây này giá 700.000. Này là dạng kiểu cái gốc cũng gốc chung chung thôi nha cô chú anh chị ha, chứ gốc nó không có lực và không quái hùng, nhưng mà cái tàn thì nó rất là đủ tàn. Đấy, tàn thì nó quá đẹp rồi. Đây cái này nó rất là dễ bông cô chú anh chị. Đây những cái nhánh này ha, nó ra dài đây là bông, sau này nè ở dưới này nè nó mọc lên cũng vẫn là ra bông luôn ở trên này đó, nó ra bông theo cái này luôn, nó ra là nó ra bông rất là dễ nha. Đặc biệt là giấy là cái mùa nắng nó dễ ra bông hơn mùa mưa cô chú anh chị. Mưa thì nó ra ít hơn ha, còn nắng thì nó ra rất là nhiều nha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi mã số 16 ha, cũng là cây đỏ lửa luôn nha. Rồi cây này cao 85, ngang 1m, gốc cái này là 23, cái này giá 800.000. Đây, màu đỏ lửa rất là đẹp ha. Rồi mã số 16 giá 800.000 cây đỏ lửa ha.
Rồi xuống cây luôn ha. Rồi, cây 19 cũng là cây đô lửa. Cây này thì nó già cây hơn nha cô chú anh chị ha. À, 17. Cây này già cây hơn nha. Những cây nó già thì nó càng già chừng nào nó dễ ra bông nhiều chừng nãy ha. Già thì mình cắt ra nó ra bông, tuy là nó ra bông hơi cục hơn nhưng mà nó ra rất là đủ tàn luôn. Ra đầy đủ luôn. Dù là mấy nhánh già nó hơi nhỏ hơn nè, nó hơi nhỏ hơn những nhánh tơ này nó phượt lớn hơn. Nhưng mà mình cái này thì nó rất là dễ ra bông ha. Rồi cái này cao 1m15, ngang 1m1, gốc này là 23 ha. Rồi cây số 17 giá 950.000 nha. 950.000 cây đậu lửa ở đây. Tàn nó gì nha cô chú anh chị ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 18. Cây số 18 này cũng giá 950.000 luôn. Cây này thì tàn nó đều, gốc nó được hơn. Cây này á, là chiều cao của nó là cũng là 1m15, ngang 1m1, gốc mình là 27, cây này giá 950.000. Cây này nó có cái khuyết điểm nhỏ nha cô chú anh chị ha. Đây. Cái này đó dạng cái nhánh nó tét ra thôi rồi xử lý keo lại nó cứng ra thôi chứ không có sao hết ha. Đây, gốc cái này bên đây nè. Nhìn mép đây thì nó rất là đẹp ha. À, rễ to, đế quái. Tới dưới này luôn nha cô chú anh chị ha. Rồi mã số 18, cây đỏ lửa 950.000 ha. Rồi mã số cây luôn ha. Rồi cây 19 là cây tím lửa một màu nha. Cây tím lửa ha. Đây, cây tím lửa thì cũng giống như cây đậu lửa bông thôi. Này, những cái mắt nếu mà cái nhánh này nó phượt quá nó nằm xuống về thì mấy này mọc ra đều ra bông hết ha. Nếu mà mình thích chơi cái tàn nó tròn và nó ngắn lại thì mình cắt ngang đây bỏ ha. Thì nó sẽ ra trên này thì nó tròn hơn. Kiểu như là nó không có phượt giống như này. Nhưng mà mỗi người thích chơi một kiểu nha. Thích một cái dáng thế nó khác nhau, mỗi người mỗi cái ý thích. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m1, ngang 1m5 nha. Tán ngang là 1m5 nha, tại vì con cái là tại cái tược nó quá dài mà để tự nhiên. Gốc cái này là 25, cái này giá cũng 950.000 luôn. 950.000 cho cây số 19 ha. Trả gì chứ bên đây luôn đi. Rồi cây số 20 ha, là cây tím lửa luôn. Đây dạng như cây này là mình không có cho nó tàn lớn và phượt. Dù là mấy cái này nó sẽ cắt nè. Đó, cho nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó, nhỏ cho nó gùm lại cho gốc với những cái nhánh nó lớn hơn. Mỗi cây nó mỗi dáng ha cô chú anh chị ha. Cây này chiều cao của nó là 90, ngang 80, gốc này là 28. Cây này là giá 650.000. Cây số 20, cây tím lửa, giá 650.000 bao ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Đây cây này tới 5 màu lửa nha, 5 màu lửa em được 4 cây nha cô chú chị ha. Cây này chiều cao của nó là 1m2, ngang là 1m15, gốc cây này là 22. Thật ra cây 5 màu lửa thì hiện bây giờ á là ta chỉ mới làm giống nó ra được chừng này thôi, nó chưa có qua cái giai đoạn mà chỉnh sửa cây cho nên là tàn nó chưa có đều hung ha cô chú chị ha. Chưa có đều hung và chưa có đẹp hung. Nhưng mà cái đây màu 5 màu lửa, đây là màu hồng lửa nha. Ha, đây là cam lửa ha. Đây là tím lửa ha. À, đây là đỏ lửa ha. Còn cái này là trắng lửa đây, trắng bắt đầu nó đang lên gì rồi nè nha. À, đằng sau mấy cây sau có những cây nó lên gõ màu hơn em sẽ cho kỹ. Đây còn cái tàn của nó hiện tại thì nó được như vậy thôi chứ nó chưa có đẹp lắm. Tại nếu mà cây này muốn đẹp nữa thì mình sẽ cắt tỉa qua nhiều lần. Ví dụ như đây mới cắt những cái nhánh này thôi, cắt cho nó bung tược ra cho những nhánh này nó đầy lại. Nó lấp phần trống ở đây ha. Nhưng nó rất là mau. Nhưng mà tại hiện giờ cái giống này nó mới, người ta cũng mới bắt đầu làm giống lại thôi. Gốc cây này thì rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi cây này giá là 850.000 nha cô chú anh chị. Mã số 21. Mã số 21 cây 5 màu lửa 850.000. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi số 22 ha. Mã số 22 giá 700.000. Cây này chiều cao là 90, ngang là 95, gốc này là 18 nha. 18 là mình đo sát cái củ cái này luôn nha cô chú anh chị chứ không phải là trên cái nhánh này nha. Nhánh này thì nó hơi nhỏ hơn nha, mình đo sát cái này ha. Rồi, mã số 22 là 700.000. Đây, em giới thiệu cái màu trắng lửa đây.
chắn lửa nó nha, tại vì mình cái tàn của nó hơi phiết cho nên là mình cắt cái này để cho nó bung trượt ra, cho nó lắp được phân chống ở đây màu chắn lửa ha. Mình để một hai bông cho cô chú chị mình xem nha. Còn cái màu hồng lửa này cô chú anh chị ha, đây cam lửa là nó khác nha. Đó. Rồi 5 màu lửa ha, cái số 22 giá 700.000. Rồi. Số 23 ha, 23 cao 1 m, ngang 1 m luôn, góc 20 này giá cũng 700.000 luôn. Đó, cái này là muốn cho tàn đều đẹp ha, tại cái này em cắt để chừa lại thôi chứ đúng ra là nó mấy là mình sẽ cắt những cái tàn này luôn. Đây, màu hồng lửa cắt mình để chừa một vài bông để cho cô chú chị mình xem để hình dung cái màu của nó nha. Đó, những cái phượng này mình cắt nè là nó sẽ gùng lại, nó ra đều lại ha, là rất là đẹp ha. Mã số 23 giá 700.000, cây 5 màu lửa nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi mã số 24 ha. Đây. Tím lửa, cam lửa, hồng lửa, đỏ lửa và trắng lửa bên đây. Rồi cái này chiều cao 95, ngang là 1 m ha, gốc cái này là 15. Cái này giá cũng 700.000 luôn. Đây. Thật ra thì em thì chỉ góp ý vậy, nhưng mà có những có cô chú về có thể là chỉnh sửa cái nó sẽ đẹp hơn theo cái ý của mình ha. Có thể là những cái tàn này nó phục quá mình cứ cắt. Cái nào cắt là nó sẽ ra đều lại nha. Tại cái này mới, giống mới cũng chưa có cây, nó cũng chưa có hoàn chỉnh lắm. Rồi mã số 24 giá 700.000 ha. Rồi cây 25 là cây một cốt nha. Đây cây clip gồ mình quay lại nó chưa có gộ bông hung nha, nhưng mà thật ra bây giờ nó cũng chưa gộ nữa ha. Cái này nó còn khoảng tầm khoảng 10 ngày nữa là nó gộ rất là đẹp nha. Cái này chiều cao nó tới 1m6 ha, ngang 1m2, gốc cái này là 24, cái này em vô lưu giá là 1.4 triệu. Cây là một cốt nha. Ấy nếu mà ai về làm dù ha, hàng khung này làm dù ra thì rất là đẹp ha. Tại cái đây không phải là thiếu tàn đâu, tại mấy ngày là gió quá, gió nó đùa liền mép đây nha, chứ cây này rất là đủ tàn. Cái này là 5 màu nha cô chú chị, 5 màu Thái ha. 5 màu Thái một cốt, nó có cái thẹo này ha, nhưng mà cái này thì không đáng kể. Gốc cái này rất là già ha. Rồi mã số 25 giá 1.4 triệu ha. Qua lại cái này luôn đi. Rồi, em có một cặp tím bướm nha. 26, cái này chiều cao của nó là 85, ngang 70, gốc cái này là 20. Cái này giá 700.000. Cây tím bướm ha. Gốc đế cái này rất là già nha cô chú anh chị. Rồi mã số 26 ha, 700.000 cây tím bướm ha. Rồi, xuống cây luôn ha. Mã số 27 ha. Cái này là cao 1m1, ngang 75, gốc cái này là 23, cái này giá 900.000. 900.000 cây tím bướm này luôn ha. Rồi mã số 27 cây tím bướm giá 900.000. Rồi xuống cây luôn ha. Cây cắm thạch nha cô chú anh chị ha. Cây 28, cây này chiều cao là 1m, ngang 75, gốc cây là 16, cây này giá 550.000. Đây, bông nè, cái này là đang gộ nha, rất là đẹp ha. Màu rất là sáng nha. Rồi, mã số 28 cây cắm thạch ha, giá 550 nha, là bao ship. Rồi, em tới lô trang nha cô chú anh chị ha. Lô trang tàu. Tàu lá chung siêu bông. Những cái cây rất là đẹp. Đây. Trên một cây này không ghép mà nó ra ba màu nha cô chú chị ha. Cây này nói chung là mình nó thuần ở trên mô thôi nha, mình về mình mới vô chậu thôi chứ không phải là cây thuần chậu như cô chú chị mình, cái nào mình nói trước. Nhưng mà cây này là bao sống luôn, bao sống bao xếp, tại vì nó sống ở trên mô cao, mình chỉ sắn ngang cái bờ đất ở dưới mình lấy lên thôi nha, cho nên là cây nó cũng không có ảnh hưởng nhiều ha. Mà số 29 cây này chiều cao của cây là trang tàu nha. Cây này là chiều cao của nó là 80, ngang 90, gốc cây này 13. Đây em sẽ cho cô chú chị mình xem cái cây nguyên thủy của nó, không ghép nha. Cái này là màu vàng nha. Đây, nó ra màu đỏ nè, nhánh này hoàn toàn không ghép. Đây. À, đây nè, cùng một nhánh nhưng mà ở đây nó ra màu đỏ. Đây là cái bông màu vàng trên một cùng một nhánh thôi ha. Còn bên đây là cái màu cam. À, không ghép, cây này là không ghép nguyên cây nguyên thủy của nó nha, nhưng mà nó ra
ba màu luôn nha. Rồi cây này là giá 650.000 nha cô chú anh chị. Cây này nếu mà về trồng nó rất là đẹp, tại nó rất là dễ bông, siêu bông mà. Rồi 650.000 cho cây số 29 ha. Cây này rất là đẹp, đủ tàn luôn. Rồi cây 30. Đây. Cô chú chị mình xem đây. Cùng là một nhánh thôi. Không ghép không gì hết. Đây nhưng mà nó ra bên đây, nhánh này ra màu đỏ, nhánh này màu vàng. Đó, trên cùng nhánh nè, đây không có giấy ghép. Đây từ đây đi ra. À, còn vụ bên đây cũng vậy. Đây. Cùng một nhánh luôn. Mà một bên đây, bên đây là màu vàng, bên đây là màu đỏ. Đây là đỏ à, đây là vàng. Bên đây cũng màu vàng luôn ha. À, còn trên cùng một cái bông luôn. Nó đặc biệt con cái trên cùng một cái bông nhưng mà bên đây vàng, đây là đỏ. Giống như kim đây. Đây nó nở rồi, cái đó thì đang búp đó. Trên cùng một cái bông thôi nhưng mà nó hai màu. Ha, cái này siêu bông rất là dễ bông nha cô chú anh chị. Rồi mã số 30 ha, cái này giá 700.000. Cái này chiều cao của nó là 70, ngang 95, gốc cái này là 11 nha. 700.000 cho mã số 30 nha. Đó, cái này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi mã số 31, cao 1m, ngang 90, gốc cái này 13, cái này giá 650.000. Đây, cây này á thì nó cũng không có cái bông nguyên bông màu đỏ hoặc màu cam nhưng mà trên cùng một bông nó có hai màu. Ví dụ là bông này đây mà màu vàng thì trong đó nó có lẫn theo cái màu đỏ nha. À, tại vì cái này á, nó đây, anh em thấy được mấy bông lần nhưng mà giờ chắc mấy cái kia nó già nó cũng bớt hay sao á. Chứ nó cũng trên cùng một bông nó có hai ba màu vậy đó. Rồi, cái mã số 31 ha, cái này là giá 650.000. Một cốt ha. À, cái này mình cũng để là nó không còn héo nữa, nó cũng đỡ mất sức rồi nha. Nếu mà về cái này mình chăm muốn cho nó mau lại, mình cắt bỏ hết cái đợt bông này trồng lại nha. Tại vì cái này nó siêu bông, khi mở đầu nó sẽ tốt, nó ra thược là nó ra bông trở lại bình thường ha. Rồi cái này 31 650.000 xuống cây luôn ha. Cây 32 cây này cũng là hai màu luôn nha. Cây 32 cây này cao 90, ngang 70, gốc 10, cây này giá 500.000. Cái này tại vì tàn nó hơi nhỏ như hơi thưa nhưng mà thật ra cây này nó cũng hai màu luôn nha. Đây. Tại vì nó bị cũ rồi, như là sâu ăn mình không xịt. Cây này trên cùng một cái cây thôi nhưng mà nó vẫn có hai màu. Ha, màu đỏ với màu vàng. Có những cái này bởm là nguyên cái màu đỏ luôn nè, nhưng mà này nó đã rụng rồi mình không có nói được ha. À, trên này thật ra cây của nó là cây này là nguyên là màu vàng nhưng mà nó có lẫn theo một hai cái tờ tược màu đỏ. Rồi mã số 32 cây này giá 500.000, rất là dễ chơi nha cô chú anh chị ha. Tại vì khi mình chưa có trồng cho nên mình chưa sửa lại thôi. Rồi xuống cây luôn ha. Tại vì cái này là cây nhà cho nên mình bán cái giá của nó cũng chung chung thôi nha. Đây cô chú chị nhìn thấy rất là rõ đây nè, trên còn một cái bông thôi. Đây. Đó, bên đây là màu vàng, còn bên đây là màu đỏ nè, nguyên cái nhánh màu đỏ của nó nè ha. Nó rất là dễ chịu, rất là đẹp. Bông của chú chị thấy mỗi tược mỗi bông rất là nhiều, dễ chơi, dễ chăm sóc ha. Cây 33, cây này chiều cao 65, ngang 90, gốc cây này là 10 ha. Cây này là giá 500.000. Cây này 500.000 là quá dễ chơi nha cô chú anh chị. Tại vì thật ra mình cũng nói cái là cây về mình chăm sóc lại ha. Cho nên là cái giá của nó cũng ưu đãi chút xíu. Tại thật ra cây này nó không phải là cây sống trong chậu thường chậu nha, nhưng mà em vẫn bao sống cho cô chú anh chị mình. Tại nó nằm ở trên mô mình bứng mình lấy hết cái phần rễ của nó rồi, không có sợ gì mà bị chết ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 34 là cây clip của em luôn nha cô chú anh chị. Cây này là một cốt hai thân nha. Cây này nó ra tới mấy màu luôn, rất là đẹp nè. Đặc biệt nó có cái màu cam của nó rất là đẹp. Cây 34 cây này chiều cao 90, gốc ngang là 80, gốc này là 10. Cây này giá 600.000. Đây. Cái màu cam của nó rất là đẹp mà cô chú chị, nhưng mà thật ra để nó mấy gậy nó cũng hơi bị cũ màu rồi. Đó, nó có màu cam và có màu vàng. Đây màu cam của nó sọc rất là đẹp. À, nó có màu cam và nó có màu vàng luôn nha. Rồi cây 34 600.000, cây tàu lá chung ha, nhiều màu. Không ghép nha, cây này đặc biệt có cái là không ghép. Rồi cây này giá 600.000, cây này là cũng là cây clip của bên em ha. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình ha. Dạ.